kiếm ra được một cái website nó có thể mang anh lại gần với em hơn, và chắc chắn sẽ được thành một sự thật, đó là anh được gặp em. Còn 4 ngày nữa là kỷ niệm 1 tháng của mình phải không em? Tuy rằng mình chỉ mới quen nhau thôi, nhưng mà anh cảm thấy đã được ấm hơn. Trái tim anh trước kia đã bị đau rất là nhiều. Anh cũng không thể, anh không biết dùng những lời mà Giang Hoa nói chuyện với em, nhưng mà anh chỉ có thể biết nói những điều này thôi, vì khi có lẽ anh viết ra thì sẽ được hay hơn. Nhưng mà anh muốn nói thật lòng với em những suy nghĩ của anh. Anh không muốn lên trước kịch bản bất cứ một điều gì, vì đây là những lời thật lòng của anh. Anh nhớ em nhiều lắm. Hình như mình có ra điều kiện là hè mình sẽ gặp nhau đúng không em? Nhưng mà về việc học của anh cũng không chắc nữa là có thể hè anh sẽ về được với em hay không. Chỉ có thể 50 hoặc là 60% chắc chắn mà thôi. Và anh biết, anh nghe từ một người bạn nói rằng là em buồn lắm. Em buồn vì đã nói rất là nhiều. Anh biết anh cũng rất muốn gặp em, nhưng mà việc học của chúng ta thì cũng phải đỡ lên trước đúng không em? Vì ngoài em ra anh còn cái gia đình anh nữa và cả tương lai của anh. Nếu mà suy nghĩ sâu xa hơn thì nếu mà anh không có tương lai làm sao mà sau này anh có thể lo được cho em, phải không em? Anh không muốn nói nhiều nữa. Anh rất thích một bài hát này và anh đã từng hát cho em nghe. Và em cũng đã nói là em cũng rất thích bài hát đó. Cho nên có thể anh sẽ đem bài này lên làm một bài dự thi, để em có một cơ hội, nhỏ nhoi, rất nhỏ nhoi, nhưng mà anh muốn thử là sẽ được gặp em vào trong đêm Valentine. Anh có chuẩn bị gửi một bưu kiện để dành làm quà tặng cho em trong ngày Valentine. Nhưng mà nếu mà có một cơ hội để được gặp em trong ngày đó và được chính tay anh đưa tặng cho em món quà đầu tiên, và không bao giờ là món quà cuối cùng, phải không em? Thì anh cũng muốn thử, anh rất muốn thử. Em hãy nghe bài này anh hát cho em nghe nha Trang. Nhìn lại từ ngày kỳ xưa khi đôi ta chưa quen chưa biết, cứ tháng năm anh cô đơn rồi như chỉ mong có ai kia bên cạnh, mọi người thật lòng yêu anh. Nhưng sau bao nhiêu năm vẫn thế, vẫn cứ mãi lòng đông lên đây mình anh với anh suốt bao nhiêu đêm dài. Và rồi em đến cùng nụ cười dễ thương dịu dàng nồng nàn giọng cho anh quên đi những ưu phiền cho tình yêu mới. Nhẹ nhàng cùng với em anh tin rằng mình sẽ yêu nhau đến trọn đời, yêu em dám cho rằng chỉ được nhìn thấy em ở xa. Nhưng anh vẫn tin rằng, anh tin có một ngày đôi ta sẽ sớm vậy, chẳng còn gì cách xa chỉ vì đôi chúng ta. Trong tình yêu này thì anh xin cảm thấm hơn được em, vì chính em đã mang lại cho anh biết bao nhiêu là hạnh phúc và cả cuộc đời này. Anh chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện tương lai và anh cứ để cho dòng đời cứ chạy trôi mãi. Nhưng từ khi em đến thì em đã soi sáng cho bước chân anh đi, em đã mang lại cho anh bao tiếng cười mà tháng năm qua anh chưa từng có trên khuôn mặt này hơn. Nên cảm ơn tình em và anh cảm ơn cuộc đời đã mang lại cho anh một thiên thần vô đôi cánh thần tiên nắm tay anh bên tay cất trở trên thiên đường. Và nơi đó chỉ có anh và em, và ta sẽ không xa rời em nhé. Dù rằng nhiều lần con tim đau khi anh ghen tuông vô cớ, có nước mắt rưng rưng trong đêm vì anh nhớ em. Nhớ khi em vui cười chuyện trò thì thầm bên anh, em yêu anh tha thiết. Cứ mãi mong những buồn
sao mà em vẫn hay ngóng khi đêm khuya về, chỉ trơn bay lên lời thì thầm dễ thương ngọt ngào nồng nàn giọng nói cho anh yêu em đi cùng tình anh tha thiết thân lòng này với em anh mong dần mình sẽ yêu nhau đến trọn đời yêu nhau dấu cho dành chỉ đừng nhìn thấy nhau nơi xa nhưng anh vẫn tin rằng anh tin có một ngày đôi ta sẽ sống vậy chẳng có gì cách xa chỉ lì đôi chúng ta. Thì sẽ mãi là hiện hữu. Này em ơi, tình yêu anh dành cho em thì vẫn là như thế. Mỗi đêm trong giấc ngủ thì anh lại thấy em yêu. Nhưng khi chợt tỉnh giấc thì chỉ là một giấc mơ. Và anh ở nơi đây, còn em ở nơi đó. Dù là cách xa nhau nhưng tình yêu anh trao em thì vẫn còn đó mà thôi. Yêu nhau đến trọn đời, yêu nhau dấu cho rằng chỉ đừng nhìn thấy nhau đợi xa. Nhưng anh vẫn tin rằng anh tin có một ngày đôi ta sẽ sống vậy. Chẳng có gì cách xa chỉ lấy đôi chúng ta. Và hát nụ cười hạnh phúc đó đã nói lên tất cả những điều mà anh đã muốn nói với em. Có lẽ anh sẽ viết thêm, nhưng mà đó là tất cả những điều anh muốn. Anh mong muốn rất là nhiều. Anh mong muốn là anh với em sau này sẽ được gặp nhau, dù chỉ là vài tháng hè thôi. Nếu mà thật sự là có thể thì anh vẫn muốn xây dựng một nhiều rất nhiều kỷ niệm với em sau này và mai sau nữa em nha. Mình sẽ hạnh phúc, anh mong như thế. Một ngày nào đó anh sẽ được gặp em.